Rồi hello anh em, tiếp tục em lên một mẫu xe Sibansi, dòng xe của mấy anh cán bộ nè, hoặc mấy anh đại gia ưa chơi nè. Nó nhầm, thường thường mấy này là gặp của mấy anh mà đi quánh tennis đồ là nhiều anh em. Đi chơi thể thao rồi đó. Nó đa số là dòng xe của cán bộ đi chơi là nhiều. Đó, mấy anh cán bộ hoặc mấy anh đại gia nha, vì cái dòng bên xì này anh em nó tương tự giống mấy cái dòng Attila mình ở đây á. Đó, nhầm khi mấy người không biết nói ăn xe 53 triệu có con xe chơi rồi. Đó, nhắc lại là Sibansi nha anh em, Sibansi 125 nội địa Nhật nha anh em. Nó con này đầu 11 nha, đây đầu 11 nè anh em, CF04 đầu 11 nội địa Nhật nha anh em. Đó, anh em chơi xe mà hỏi Sibansi thì khỏi bàn rồi, má nó chạy cực phơi anh em. Còn anh em nào nói những con này giống mấy Attila ở quê tôi 53 triệu thì lướt qua giùm em ha. Con này là Sibansi 125 đầu 11, đúng chất xe nội địa Nhật về nha, có thùng sao Nhật luôn nè, hai kính zin, sơn zin, máy zin nha anh em, xám là xám zin theo xe luôn á nè, hai kính zin nè, mà là xe in da băng đàng hoàng anh em. Đây hai kính zin, sơn này là màu xám lông chuột nha anh em, đầu 11 nha. Đó, đầu 11 xám lông chuột, sơn zin, sơn zin, máy zin nha. Đó, tại sao mà em gỡ cái này, cái này nè anh em, học này ra nè, nói à sao bụi hư hay gì mà gỡ ra. Đa số anh em là chơi những dòng Bensì này người ta hỏi về nắp chao nha anh em, nắp chao zin không ha, là máy zin không á, nên em gỡ sẵn ra em quay chi tiết cho anh em coi cái phần nắp chao cho nó dễ ha. Đó, nhám zin nha, bao anh em sơn zin nhám zin nha. Đây em quay cái phần máy này. À khoan, sơ lược tổng thể em nói đi, hãy vào chi tiết anh em. Đó, Sibansi đầu 11 bản màu xám lông chuột. Nó sơn zin, nhám zin. Nó có thùng sao Nhật. Đó, đúng chắc xe nội địa Nhật vậy anh em. Pinup kính đồng hồ rồi. Cái này anh em về bỏ vài trăm nha, mua cái mặt kính úp vô. Đó, đầu 11 nha anh em. Và em bán cái giá công khai cho anh em luôn. Nó bán cái giá anh em tham khảo thị trường thoải mái ha. Em mua giá tốt em sẽ bán giá tốt cho anh em. Với một con Bensì đầu 11, nó nhám zin, sơn zin, thùng sao, hai kính zin, em bán với giá 21 triệu. 21 triệu nha, cho anh em tham khảo thị trường thoải mái nha anh em. Nó tham khảo thoải mái thị trường. Bao anh em máy zin đây, em quay phần nắp chao cho anh em nè, cái nắp chao 10 điểm không? Đầu 11 mà cái nắp chao nè anh em. Ốc là ốc đầu nè, nhìn phơi không? Đó, quay những con ban xì nè, quay những cái đầu máy nắp chao này nè anh em, nó tương tự như thằng XH anh em. Anh em coi chao zin hay không rồi đó. À, anh em nhìn ốc đầu đẹp ghê không? Bao anh em máy zin nha. Đó, đến nơi máy không zin trả xe mà em đi. Nắp chao 10 điểm không? Đó, xe kho nó móc nè anh em. Ốc tán phê không? Chỉ có một từ phê. Nhìn tê cu lê nó, em gỡ cái học đồ này ra là chỉ để quay thằng này nè anh em, cho anh em coi cho nó tặng mắt, nhằm khi anh em kêu chụp nắp chao em quay trực tiếp luôn. Còn anh em nào muốn hình ảnh chi tiết nữa thì em gửi qua Zalo đó, anh em tham khảo thoải mái ha. Nhám là nhám zin nha anh em. Nó đầu 11 nhám zin, sơn zin nè, học đồ nó nè anh em, học đồ ngay chỗ giữa ha. Nè, nó còn bộ ổ khóa zin luôn nè anh em. Ổ khóa zin nè, đó, ổ khóa xe nằm đây nè. Nè, ổ khóa zin, nó bao ổ khóa HM đàng hoàng nha anh em. Đó, chìa khóa một đống trong đây luôn nè. Trời ơi, chìa khóa nè anh em. Chìa khóa zin ha. Đó, gom vô đây đi, chút cái em vô bọc lại cho anh em. Đục mấy cái... Còn cái này nhìn đáng mắt anh em. Đó, để ổ khóa đây. Đó, để cái này xuống ha anh em. Em lấy cái này ra ha. Để xuống đây đi. Quay sơ lược tổng thể em nói nữa. Bắt đầu tới cái cốp đồ. Con này cốp đồ thì cực to rồi. Đó, ốc tán nè. Nắp bình xăng rồi.
cho hùi vô cái nắp bình xăng. Nắp bình xăng 7 màu anh em. Đầu 11. Bát nè, 7 màu luôn. Con này giá 21 triệu thôi nha anh em. Đó, anh em tham khảo thị trường thoải mái. Có tựa lưng luôn, thùng đồ có tựa lưng sao. Thùng đồ này đẹp luôn anh em. Nó không có bởi gì nha. Thùng đồ có khóa luôn. Anh em mà không thích thì về tháo cái thùng ra. Móc máy nè, tem zin nè. Nó móc thích không anh em? Nó móc nó đều màu giống cái thằng đầu bò nha anh em. Vậy nó mới đều màu nha, chứ không phải mà tẩy ra chỗ mới chỗ cũ không được nha anh em nè. Anh em nhìn đều màu không? Sơn zin, mãi zin. Nó anh xì nha anh em. Nó xe mình là xe nội địa Nhật về nha. Nó em bán con này với giá 21 triệu nha anh em, đúng xe nội địa Nhật về. Bao anh em máy zin, sơn zin. Đó, anh em đừng hỏi sang tên, thủ tục sang tên sao ha. Xe dơn nha anh em. Ốc tán nè. Đó, anh em nào có xe nhà mà xe bách xì mà chạy bèo bèo nát nát á thì mua con này về sàn đồ cũng khá ok. Đó, đồ zin đủ theo xe ha. Cái chó đèn nè. Chó đèn gầy mới không anh em. Máy là bao anh em máy zin nha. Máy zin im máy nha anh em. Bên xì chạy thì sướng tay lắm nè. Lá chống anh em. Nó còn cái chống nè. Đá cái chống không? Nè, đá cái chống mình anh em. Nó đá cái chống mình bắt cái đèn vàng ở đây nha. Nè, cái đèn vàng này nè anh em. Nè, em đá cái chống xuống là nó có đèn vàng. Rồi nó không đề được nha anh em. Đá cái chống lên. Bấm đề. Đó, thằng này đèn là nó sáng suốt nha anh em, nó xài bằng điện bình đó anh em. Cái đèn của bên xì nè anh em, bật chìa khóa là đã sáng đèn rồi. Trong khi anh em vận chuyển đến nơi á, người ta không biết ta bật ta để chìa khóa anh em. Nó hết bình. Anh em sạc bình giùm em ha. Cái đó là ít lắm anh em, nhiều khi người ta không biết thôi chứ đa số là người ta gỡ chìa khóa ra rồi. Chứ nhiều khi mình chạy xe á, mình bật chìa khóa mình quên tắt hết bình của mình. Bên xì nha. Bên xì nó không có chân đạp nha anh em. Đó, nó không có vò đạp. Xì nhanh tính toan nè. Càng bên xì này lớn lắm. Thằng bên xì này có cái càng, đặc biệt là người ta ưa nói càng bên xì đó nè. Càng kêu đúng to luôn. Máy à, máy là bao anh em máy zin nha. Máy zin im máy mượt mà lắm. Đó, xì bên xì đầu 11. Đó, con này bán màu xám lông chuột anh em. Đó, anh em nào mà ngại xe trơn em có sẵn 4 món xì bên xì nha anh em. Không phải 4 món Honda mà 125cc á. Đó, 4 món Honda 125cc mà chuẩn màu ghi luôn nha anh em. Em còn 4 mảnh. Đó, anh em nào muốn chơi bên xì thì thêm phí. Đó, thả 4 mảnh nó vô cho anh em chơi ha. Đó, chuẩn màu ghi luôn nha anh em. Phần đó thì thêm phí, nhưng mà em bán giá này 21 triệu là bao giá thị trường cho anh em nha. Anh em thị trường tham khảo thị trường thoải mái nha. Đúng bên xì 125. Đó, sơn zin, máy zin. Đó, lắp chào khá đẹp anh em. Nhám zin luôn à. Nhám xám zin nè, còn tem zin anh em. Hai kính zin, thùng sao. Máy là bao anh em máy zin nha. Máy zin trả xe anh em. Đó. Đó, rồi anh em nào quan tâm về cái dòng Honda Civic 125cc bản màu xám lông chuột nha anh em, đầu 11 ha. Đó, hai kính zin, thùng sao. Đó, giá em bán công khai luôn, con này là 21 triệu ha. Anh em quan tâm thì cứ call hoặc kết bạn Zalo số điện thoại em nghe 0832354148 nha anh em. Đó, anh em quan tâm thì cứ call cho em, giá em bán 21 triệu, anh em ship thêm phí giùm em ha. Đó, rồi cảm ơn anh em đã xem video luôn.